ở à, hàm trên nhổ đăng một bốn được không ạ? Cái này nhổ ra một bốn nữa, ví dụ hàm trên vậy. À, chị Phương uh, chia sẻ là nghĩ là phải nhổ đều. À, một số câu hỏi chút mình trả lời sau nhé. Rồi, à, sau sẽ lệch nhân trung rồi, ok. Đúng không ạ? Ngày xưa mình có gặp mấy bạn luôn, là đều nhổ một bên. Thế các bạn thấy không? đo độ từ khoảng có 7 ly thôi mà cho phải bắt nhổ hai răng nhỉ đúng không ạ thực ra phải nếu khi mà người nhổ một bên ấy thì nó sẽ hai vấn đề thứ nhất lệch đường giữa đúng không ạ khi mình nhổ ra một bốn đúng không thì mình làm đều này kéo cả khối răng này sang đây nó sẽ bị lệch thứ hai nữa mọi người nhổ một răng như vậy mình không giữ được đủ khoảng để mình làm đều hết các răng đâu khi mọi người kéo sang kiểu gì cái răng cửa mình bị cụp vào đó cho nên chắc chắn nó sẽ sẽ không đủ khoảng Và ngoài ra nữa là chắc chắn là sẽ sai lệch chỉ số bốn tơn các răng hàm trên hàm dưới khớp với nhau sẽ không tốt đặc cắt không tốt cho nên là thường thường khi mình nhổ mình nhổ hai bên quyết định nhổ răng nào làm sao biết được nhổ răng 4 hay nhổ răng 5 ạ à? bây giờ quay sang cái là nhổ răng 4 hay nhổ răng 5 ạ à? à, bác sĩ bạn là bùi đoàn có chia sẻ làm là dưới nhổ một bên còn hàm trên lệch xấu lắm ok tuy nhiên thông thường máy tính là ở xem nhổ một răng được không là phải tính bôn tơn nó chắc chắn nó sai lệch bốn tơn nhé nếu nhổ một răng sai lệch bốn tơn thì thì đó các răng khớp với nhau không tốt có thể độ gắn chìa phủ tốt nhưng mà các răng hàm khớp nhau không tốt hoặc là răng hàm khớp nhau tốt thì độ gắn chìa phủ không tốt Tức là bệnh nhân cắn đối đầu này hoặc cắn rất là sâu độ gắn chìa lớn chắc chắn là như vậy nhé ở à đây mình đang chia sẻ tại khi nào nhổ răng 4 khi nào nhổ răng năm này ạ. đúng không đường cam speed thì khi bình thường đường cam speed mình sâu đó mình muốn đánh luôn ra cửa phải tạo quả đúng không? Thường là mình tính rất đơn giản á đường cam speed của mình bằng thông thường mình lấy khoảng 1 mét ví dụ mình đo đường cam speed của mình sâu 40 mét thì mình cần tạo 3mm cần khoảng là ba mét để mình có thể làm phẳng đường cam speed của mình Thế lấy độ sâu đường cam speed trừ đi một một là cái giá trị là gọi là tiêu chuẩn của mình ấy đó, đó là cách mình ấy còn tạo khoảng bằng cách nong hàm cắt kẽ di xa hoặc nhổ ra đúng không? khi nào nhổ đằng 4 khi nào nhổ đằng 5 ạ tại sao nhổ đằng 4 tại sao nhổ đằng 5 ạ thường thường ngày xưa khi mình được học cũng không? Oh, dễ mà khi nào chen trúc phía trước nhiều nhổ đằng 4 đúng không ạ chen chúc phía sau nhiều nhổ đằng 5 thông thường là cái đấy nó một phần thôi nhé một phần thôi mình muốn ở uh, để ví dụ bệnh nhân của mình uh, xem các cái loại khớp cắn này mình có thể dựa vào khớp cắn bệnh nhân thế này nếu trường hợp bệnh nhân khớp cắn loại một thì nhổ à, ok 4 trên 4 dưới được không ạ thì các răng hàm của mình răng hàm của mình di chuyển đồng đều với nhau tăng cửa di chuyển đồng đều với nhau khớp cắn bệnh nhân loại 2 thì mình nghĩ là có thể nhổ 4 trên được không hoặc 4 trên 5 dưới được không ạ được không ạ thế mà người hình dung được không ạ thì, thì mình sẽ này nhổ cái răng ví dụ nhổ răng 4 thì khối răng nào di chuyển nhiều khối răng cửa di chuyển nhiều hay khối răng hàm di chuyển nhiều ạ à, lên chị thì if Phương hỏi là nhổ răng nào phụ thuộc xem mình muốn gì nhóm răng nào nhiều đúng không ạ chính xác ạ là mình muốn răng nào di chuyển nhiều đấy rồi đúng không chính xác ạ à? nếu mình nhổ răng bốn này thì khối răng cửa mình đã lùi vào nhiều hơn đúng không khối răng hàm chạy ra ít hơn trong trường hợp mình thấy ở ừ, răng cửa trên chia nhiều quá mình muốn kéo khối răng cửa này vào nhiều thì mình nhổ răng bốn trên đúng không đó ví dụ như ca này chẳng hạn hoặc ô ừ, cái răng sáu của bệnh nhân loại ba rồi lại loại hai rồi đúng không ạ cái ca này lại hai thì mình muốn răng sáu dưới chạy ra trước nhiều đúng không mình nhổ răng mấy hàm dưới nhổ răng mấy ạ nếu mình muốn đạt về khớp cắn loại một của đăng hàm rồi ok nhổ đăng năm đúng không ạ chính xác đúng không ạ đăng hàm trên mình muốn khối đăng cửa chạy bao nhiêu đăng hàm chạy ra ít thì mình nhổ là bốn trên hàm dưới mình muốn khối đăng cửa chạy vào ít mà muốn đăng hàm chạy ra nhiều mình nhổ đăng năm thế bên cạnh khối đăng mình muốn di chuyển nhất đó ví dụ hàm trên mình muốn uh, nhổ đăng năm thì cái khối đăng hàm sẽ chạy ra trước nhiều mà khối đăng cửa chạy sau ít đó do đó là thường mình mong muốn khối đăng nào chạy nhiều nhổ đăng bên cạnh đó hoặc với hạng ba này thì có thể nhổ bốn dưới năm tên hoặc bốn dưới thôi đúng không? Nha mình theo khớp căn bệnh nhân. Cách thứ hai là thường mình tính ấy, mình sẽ sử dụng theo cái, cái 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 giá trị khoảng của mình. Thứ nhất là mình tính mình xem mình cần bao nhiêu khoảng này để có thể làm đều các răng của mình này, có thể làm phẳng được không ski và có thể kéo lùi răng cửa để đạt thẩm mỹ tối đa cho bệnh nhân. Ví dụ bệnh nhân của mình thiếu khoảng là năm mươi mét đi, bệnh nhân mình thiếu khoảng 50 mươi mét, không ạ? Được không speed của bệnh nhân là mình muốn là ở À, đường không CP của bệnh nhân này thì nhất thiếu khoảng này à, 50 mét đây đường cong CP của bệnh nhân sâu sâu 40 mét này và mình muốn kéo lùi đằng cửa mình muốn kéo lùi đằng cửa khoảng tầm uh, 30 mét ví dụ giả sử một trường hợp như vậy theo mọi người mình nên đổ nhổ, nhổ đăng nào đây là trường hợp rất là hay gặp đúng không ạ mình tạo khoảng cho ba cái đó thứ nhất thiếu khoảng 50 mét thì mình cần mấy mm để làm đều các răng của mình ạ thưa mình đo ở hàm dưới bệnh nhân này thiếu 50 mét, được con speed sâu 4 ly và mình muốn cái lùi răng cửa bệnh nhân vào 3 mét nữa chẳng hạn mình cần mấy mm khoảng để theo một người trong trường hợp này mình cần bao nhiêu khoảng đầu tiên mình tính khoảng cần tạo trước nhá mình tính xem bệnh nhân của mình cần bao nhiêu khoảng đã sau mình mới tính nhỏ đằng mấy 11 mm à, anh dần chia sẻ 11 mm thì phương nghĩa là 10 m Nhưng mình thấy là trục tăng cường dưới chia chia mình muốn kéo lùi tăng cường dưới vào ấy, để nó đẹp hơn đấy có ai có đáp án nào nữa không ạ? hai người hai đáp án rồi đúng không thì cứ cho mỗi người một đáp án kiểu gì cũng có đáp án đúng đúng không ạ theo mọi người là bao nhiêu mình cần bao nhiêu khoảng ạ mọi người phải tính khoảng nhé, mọi người phải tính xem cần bao nhiêu khoảng thì em mới nói được là nhổ đang nào ấy. bác sĩ Tuấn ra là 11 mm. Đây là kinh nghiệm điều trị của mình thôi, có thể có những bác có những cái cái, cái 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 bí quyết nó hay hơn đúng không? Nhưng mà đây là cái kinh nghiệm mình đúc đúc kết được khi mình làm chỉ nha. À, có ba người tính được thôi À? có ba người tính ra này à thì hôm nay khá là đông anh chị, nhưng mà có ba bác làm này. Rồi, 8mm 11,5mm Mình em nói không nó hơi buồn đúng không Mình nói mình hơi buồn Rồi 9 ly à. Rồi 11 ly Ngoài tính xong rồi nữa không ạ hay có bác nào không biết chưa biết cách tính không? Có bác nào Ở dưới 15 mét, dưới 15 cụ thể bao nhiêu ạ? À? Dưới 15, đến 15 14 13 12 11 19 8 7 6 5 đúng không? À hàm dưới 15. Ok. rồi bây giờ mình nói là cách tính nha thứ nhất ví dụ đề bài đề mình khi mình đo bệnh nhân này khi mình đo bệnh nhân của mình đúng không mình thấy là bệnh nhân thiếu khoảng 50 mươi mét chen trúc răng 50 mươi mét thì mình cần bao nhiêu mét mm để mình có thể làm đều được ạ làm phẳng được ạ làm đều được ạ năm nhân hai cộng ba rồi nếu bệnh nhân thiếu khoảng 50 mươi mét mình cần mấy mm để làm đều ạ ví dụ đây mình nhìn thấy này, chen trúc này mình đo ở chen trúc thiếu khoảng 50 mét, mình cần 50 mét đúng không? Thiếu bao nhiêu cần bấy nhiêu đúng không? ạ Độ thừa thiếu khoảng 50 mét mình cần 50 mét đúng không? Thứ hai nữa đường cong speed sâu, ví dụ đường cong speed của mình đo được là 4 mm, thiếu năm đâu cần 10, tham thế? Thiếu 5 cần năm thôi chứ? Thiếu 5 cần 10 đúng không? Hai cung không, đang nói một cung thôi thiếu 5 cần 10 thiếu 5 cần 5 thôi tạm thời đang vậy đúng không mình đo độ từ thứ khoảng mà đúng không để các chị em ấy thích 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 mặc cả gấp đôi đúng không Ok Ok à, khi mình đo này đo độ từ, từ khoảng là mình thấy thiếu 5 ly mình cần 50m để làm 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 điều lại cung năng của mình đúng không thứ hai khoảng để làm phẳng đường cong spi của mình là 3 4 mm đúng không ạ 4 mm thì mình muốn sau khi chỉnh nha xong được cong spi của mình còn khoảng 1 ly thôi Thế mình cần 3 mm khoảng là 4 1 bằng 3 Đúng không ạ? Ok, chính xác là đúng không ạ? 4 trừ 1 bằng 30 mm. Thế mình cần là 50 mm để làm đều. 30 mm để làm phẳng là 80 mm rồi đúng không ạ? Tiếp theo nữa mình cần kéo lùi đằng cửa ở cái này, đăng cửa chia nhiều quá. Mình đo này, đo góc trục đăng cửa trên chia ra nhiều này. Thứ hai là mình đo ở khoảng cách từ đăng cửa trên đến APG chẳng hạn hoặc đến NB Mình thấy chia nhiều. Mình muốn kéo lùi đăng cửa 30 mm thì có thể đẹp. Ok. dựng Trục kéo lùi 30 mm là đăng cửa đẹp rồi, trục đăng cửa đẹp rồi. Thì khi đó mình cần mấy ly ạ? kéo lùi đóng cửa 30 m thì mình cần mấy mm khoảng ạ? À? 3 ly cần mấy ly ạ? À? Kéo lùi 3 ly cần mấy ly ạ? À? 6 ly, chính xác đúng không ạ? Ta phải gấp đôi lên đúng không? Mỗi bên 3 ly mà thì mình cần 6 mm khoảng. Thế bây giờ mình tính rồi. 5 mm để làm đều. 3 mm để làm phẳng, cộng 6 mm đúng không ạ? Tức là 14 mm thư bệnh nhân của mình sẽ cần 14 mm. Nhiều ít ạ? Có nhổ răng không? nếu 14 mm thì thì nhổ răng mấy ạ? Thế mọi người nhổ răng 4 hay nhổ răng 5? Răng 4, tại sao biết nhổ răng 4 hay nhổ răng 5 ạ? Có bác nào chia sẻ lại phần này được không? Tại sao khi đó nhổ răng 4 hay nhổ răng 5? Răng 5, có bác chia sẻ nhổ răng 5, có bác chia sẻ nhổ răng 4. Có thể chia sẻ tại sao không ạ? Tại sao lại nhổ răng 4 tại sao nhổ răng 5 ạ? khi đó là nhổ cái nào thuận lợi hơn à, cái nào nhổ nhổ cái nào thuận lợi hơn ạ, dàn bốn bốn này rất là nhiều bác à, chị phương răng bốn tại mình sẽ nghi gì nhóm đang cười là sao ạ rồi dàn bốn kéo dễ anh dần chia sẻ kéo dễ răng năm lịch hơn lớn hơn à, ok đang nằm khó nhỏ hơn nó không mình đang nói trường hợp thông thường thôi ví dụ thông thường thôi chưa chưa nói đến cái này đúng không kéo đang cửa bằng nhiều rồi hiểu bốn à, thông thường khi này nhá thì mình tính này ok cái khoảng mình cần tạo làm đều làm phẳng này thứ hai là khoảng mình cần để làm phẳng được top speed đúng không và thứ ba khoảng mình kéo lùi cửa sau đó là mình tính ra ở bệnh nhân của mình còn dư bao nhiêu khoảng Ví dụ nếu nhổ đằng 4 đằng 5, 5, thông thường là đằng 4 5, 5 mình kích thước khoảng tầm là ở 7 đến 8 mm, đúng không ạ? 7 đến 8 mm, nếu mình nhổ hai răng thì có khoảng bao nhiêu mm khoảng ạ? À? Khoảng bao nhiêu mm khoảng ạ? À? Khoảng mình cần đấy nhá. cái khoảng bao khoảng 14. Rồi, ok. Khoảng 14 ly đúng không? 14 đến 16 mm đúng không ạ? 14 đến 16 mm. ok, chính xác là 14 16 ly. Giả sử mình chỉ cần 14 ly thôi nhưng mà nó cho mình 14 ly thì sao hết sạch đúng không không còn gì để mà xử lý nữa nhưng giả sử 14 ly nhưng mình nhổ hai răng của mình là 16 mm tức là còn thừa 20 mm đúng không ạ tức mình làm đều làm phẳng xong này này kéo lùi đến cửa xong rồi vẫn còn dư 20 mm thì 20 mm đó mình xử lý thế nào biển tủ vùng quỹ như thế nào ạ cho một quỹ đen thế nào cái đó những cái thừa phần thừa mình xử lý thế nào ạ để vậy để vậy nó tạo ra khe thừa đúng không à, gì cần hàm chính xác đúng không ạ gì cần đằng hàm thế khi đó gì cần đằng hàm bao nhiêu ly ạ à? đằng hàm mình di chuyển mấy ly gì cần đằng hàm là trước chứ sao ra sau rồi một đây hai gì cần đằng hàm một đây hai ly ạ à? một thôi còn thừa hai ly đúng không mỗi bên đằng hàm này mỗi bên đằng hàm chạy ra một ly đúng không mỗi bên đằng hàm chạy một ly chia đôi ra mà còn thừa hai ly tức mỗi bên chạy ra trước một mm khi đó nhổ đằng 4 hay đằng 5 thuận lợi hơn chạy ra hàm chạy 1 ly đằng 4 hay đằng 5 ạ à? nhổ đằng 4 hay đằng 5 đằng 5 đằng 5 rồi đằng 4 thường thường ấy ok có người nghĩ đằng 4 người nghĩ đằng 5 nên thông thường này mình có mấy cách tính tính nhau chặn nha khi mà răng của mình ấy mình có thể tính cho phần trăm hoặc là nói đơn giản mm cho nó dễ nha thứ nhất răng của mình néo chặn uh, tối thiểu tối thiểu nhá tức răng hàm của mình chạy ra trước khoảng 5 ly à, đúng không ạ thứ hai nó chặn trung bình tức răng hàm mình chạy ra trước khoảng 3 ly 4 ly đúng không thứ ba nó chặn tối đa răng hàm mình đã chạy trước khoảng 2 mm và thứ tư nó chặn tuyệt đối răng hàm mình chạy ra trước dưới 1 mm chẳng hạn hoặc 0 mm luôn nó chặn tuyệt đối khi đó mình muốn răng hàm chạy đã trước ít ví dụ không hoặc 1 hai ly thì phải nhổ răng này trường hợp này của mình răng hàm chạy đặc tức có một ly thôi nên nhổ đang 4. Được chưa? Còn nếu mình muốn răng hàm chạy ra 5 mm thì khi đó nhổ răng 5 nhá. Còn nhổ đằng, nhổ khỏe chạy khoảng tầm 3 4 ly có thể cân nhắc nhổ răng 4 hoặc răng 5. Còn nếu chạy 1 2 ly chắc chắn nhổ răng 4 là dễ nhất. Được chưa? Mọi người hình dung không ạ? Thế là đây là cái khoảng trống còn lại sau khi mình làm điều làm phẳng này kéo lùi ra cửa thì mình phải bắt buộc phải di răng hàm ra. Nếu trong trường hợp khoảng trống nó là bằng 0 thì chắc chắn là răng hàm mình không chạy thế nào cả thì mình phải cắm vít giữ răng hàm ở vị trí đó và nhổ răng bốn. Còn nếu mình vẫn cho phép răng hàm mình chạy ra một ly, hai ly, ok, nhổ răng bốn và né chặn tối đa thôi, có thể không cần dùng vít. Đó, à. đây là cách mình tính nha Còn nếu mình kéo răng hàm ra trước 5 mm, ít lắm, ít lắm. Từ khi bệnh nhân của mình có loại hai nặng hoặc loại ba nặng gì đó, thì mình muốn kéo để cho nó trở về loại một, thì mình mới làm như vậy thôi. Còn nếu không là không không có đó. cái cái đó nha mình không làm những cái đó. Đó. Và thứ hai đây mình thấy là ở bệnh nhân mình chen chúc lệch lạc phía trước nhiều muốn kéo lùi đằng cửa nhiều ưu tiên nhiều đằng bốn à, ai vậy à muốn kéo đằng hàm ra nhiều mới nhổ đằng năm thôi kéo đằng hàm ra nhiều và rất nhiều mới nhổ đằng năm còn nếu không nhổ đằng bốn vẫn là, là chân ái đắp chỉnh nhà đấy thường là tỉnh nhà nó dễ kéo nó cũng dễ đúng không ạ rồi nói lại đoạn vừa nhổ đằng bốn hoặc đằng năm mà ok nếu mình muốn di chuyển đằng hàm ra nhiều đúng không ạ thứ nhất là ok đầu tiên mình như tính này tính khoảng mình cần tạo ra cho cái cung đăng của mình. thứ hai nữa là mình tính là khoảng còn lại sau khi mình mình xử lý cái đó. Nếu mình nhổ 2 răng 4 hoặc nhổ 2 răng 5. Nhổ 2 răng 4 hoặc 2 răng 5 mình được 14 đến 16 đi đúng không? Mình tính khoảng này bao gồm ờ khoảng cần cần tạo ra để làm đều răng này, xem răng chen chúc bao nhiêu này. Thứ hai là làm phục hồi cop spi của mình. Mà thứ ba là mình có thể là để kéo lùi khối răng cửa của mình. Đó thì tính tổng cả cái đó lại giả sử mình nhổ hai răng được 14 mm thì mình từ cái khoảng mình, mình mình cần cần đó cần để làm đều là khoảng kéo lên cửa thì khoảng còn dư lại chính là cái khoảng mình phải kéo răng hàm là trước nếu như mình kéo răng hàm là trước ít ví dụ như là ở 1 ly 2 ly đó thì nghĩ việc là sẽ nhổ răng 4 nếu cần kéo răng hàm là nhiều ví dụ 5 mm chẳng hạn đó hoặc nhiều hơn chắc chắn là kéo nhổ răng 5 nhé còn trong trường hợp trung bình 3 ly 4 ly thì anh chị có thể cân nhắc nhổ răng 4 hoặc răng 5 tùy từng trường hợp. Đó khó không ạ? khó không ạ khó hay dễ ạ à? ngày xưa em đau đầu với vấn đề nhổ răng 4 hay năm lắm đau đầu lắm à, tuy nhiên dần 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 khi mình làm nhiều mình làm nhiều mình gọi là bây giờ nhìn cái là mình biết ở nhổ răng 4 hay răng năm rồi để cái cao của mình thuận tiện hoặc như mình đúc kết như vừa rồi mình nói à, theo những cái khoảng mình cần tạo ra này khoảng còn lại ok thôi chị hoa hiểu được phần này không ạ hiểu chưa ạ khó lắm không ạ bây giờ khó lắm không ạ thì hoa 3026 ok không ạ à. bản bạn đấu tê chia sẻ dễ này đấy dễ mà mình thấy dễ mà ngày xưa mình không biết thôi mình không biết mình thấy thấy khó Ủa vẫn tổ hòa nhập ma là Thế chắc hôm sau chắc hôm sau này chia sẻ thêm một, một, một vài buổi nữa về cái này thực ra trước mình có chia sẻ cái này rồi ngày xưa mình không biết gần như khi mình mình đi học ấy. mình đi học thì mình mình uh, uh, đi học thì gần như thầy cô khi mà mình được học ấy, ngày xưa ấy, chỉ nói đến phần là chen trúc rồi tức răng mình lệch lạc chen chúc nhiều hay ít để nổ răng không nói vấn đề là làm phẳng được cao speed này không nói vấn đề kiểu việc là kéo lùi đóng cửa và những cái này là gần dần dần khi mình làm chỉnh nha mình tổng hợp dần à, chị thu hà khó không hiểu lắm hả à, ok vậy chắc là mình phải là có thể mình xem đi xem lại chút xíu xem đi xem lại cái video này này hoặc là à, chắc buổi buổi hôm sau nếu có thời gian thêm mình chia sẻ thêm về cái cái này đúng không ạ ngày xưa mình cứ nghĩ là chen trúc nhiều thì khó cái trúc ít thì nó dễ nhưng thực ra không phải như bây giờ mình nhận thấy là cái loại chèn trúc vừa vừa ấy mình cần nhắc nhổ rằng không nó mới khó được chưa rồi tiếp theo mình sẽ trải một vài cái vài cái chỉ số nữa nhá để mình xem xem ca mình dễ khó nhá Ở trên cái phim x quang ấy nếu anh chị có phim x quang thì thường thường mình đánh giá theo tương quan hai hàng nếu vấn đề xương của bệnh nhân lệch lạc nhiều ấy, ví dụ bệnh nhân loại hai nặng loại ba nặng thường là có một chỉ số rất là dễ đó là mình đánh giá chỉ số là anb góc A là B mình đo rất là dễ, theo phân tích standard, rất là dễ luôn. Nếu như mà góc này càng lớn, à, tới độ chênh lệch giữa hàm trên hàm dưới càng nhiều thì mình sẽ càng khó. Còn nếu chỉ số bình thường có tầm 2 độ, 3 độ thì bình thường dễ đúng không ạ? Còn nếu như mà hô oh, ví dụ chênh lệch hàm trên đưa ra trước nhiều so với hàm dưới hoặc hàm dưới lùi nhiều khó. Và ngược lại, chỉ số này âm, tức hàm trên lùi sáu so với hàm dưới nhiều thì cũng khó đúng không ạ? Đấy, tức là chênh lệch giữa xương hàm trên xương hàm dưới thôi cái số thứ hai nữa mình hay sử dụng đó là góc mặt phẳng hàm dưới này đây là góc sn là mặt phẳng nền sọ và thứ hai gn là mặt phẳng dưới còn nếu anh chị không có phim ấy, anh chị nhìn xem ở mặt bệnh nhân có dài không có dốc không này đó nếu khi mà góc này lớn này thì nghĩa ở xương hàm dưới xoay xuống dưới ra sao thường kiểu mặt bệnh nhân dài gắn hở xuống gắn hở đó hoặc trường hợp ngược lại trong trường hợp bệnh nhân góc này nhỏ này góc của mặt phẳng hàm dưới nhỏ này hoặc góc góc hàm này mình đo giữa thành cao cành ngang này Đấy, nó nhỏ chẳng mình nghĩ là, bệnh nhân có kiểu mặt ngắn này cắn sâu đúng không ạ? đó, tới khi đó là mình thấy là bệnh nhân cắn sâu điều trị khó hoặc bệnh nhân là mặt dài quá bệnh nhân cắn hở điều trị sẽ khó hơn so với trường hợp bình thường đúng không ạ? Tại những chỉ số mình đo trên phim Đấy, góc này lớn góc này nhỏ ấy, nhiều người hay là gọi là góc đông góc mở ấy. thì cái phần này cũng liên quan đến việc là mình có nhổ răng hay không ví dụ giả sử trường hợp bệnh nhân là mà kiểu mặt ngắn này góc thấp này góc nhỏ ấy Đấy, bệnh nhân cắn sâu thì mình lựa chọn ở giả sử không biết có nên nhổ hay không nếu như mình được cân nhắc được lựa chọn mình ưu tiên phương án là không nhổ răng không nhổ răng hàm nhỏ nhé mình lựa chọn là nong hàm di xa ok hơn còn trường hợp ngược lại mình thấy bệnh nhân có kiểu mặt dài này hắn hở này góc này cao này thì khi đó mình thấy là ở nhổ răng ấy thuận lợi hơn nhé thì khi đó là xương hàm dưới xoay lên trên đặt trước hơn đóng cắn hở nó dễ dàng hơn nhiều đó, đó là cách để mình có thể mình mình mình, mình tính đó, bạn Tuấn có hỏi là góc SNG là tính góc cao góc thấp. Mình có thể sử dụng cái góc này để tính góc cao góc thấp ấy. nó đại diện cho mặt phẳng hàm dưới. Thông thường thì góc này là theo, con standard ấy là nó là 32 độ. 32 độ nhé. Đó, tức là mình đo giữa hai cái đường thẳng này, đường thẳng SN và đường thẳng GN. Nếu mình thấy đo ở ví dụ 35 độ, 37 độ thì mình cái góc này lớn đúng không ạ? Xương dưới xoay xuống dưới ra sau này. Còn ngược lại mình đo góc này nhỏ thì mình nghĩ ở ừ, bệnh nhân này là xương hàm dưới xoay lên trên ra trước đây là một chỉ số là dễ thôi còn nó có nhiều chỉ số khác à, ví dụ theo phân tích kép này nó có góc chiều qua tầm mặt dưới này hoặc là chiều cao toàn bộ mặt à, thì mình có thể sử dụng chỉ số đó nhưng mình hãy sử dụng chiều qua tầm mặt dưới tức là góc từ ans này từ gai mũi trước này đến xi tức tâm của cành cao này từ tâm cành cao xem dưới pm này là điểm chuyển tiếp từ vùng lồi trong vùng lõm của vùng cằm này à, thường góc này 47 độ chẳng hạn thế mình đo góc này cao thế mình đo 50 độ 60 độ chẳng hạn à, mình nghĩ bệnh nhân có xuống cắn hở đúng không ạ? À, giống như bệnh nhân há miệng này, là xương dưới xoay xuống dưới ra sau thì tầng mặt dưới dài đó ngược lại mình đo góc là 30 độ hạn à, mình nghĩ là ở bệnh nhân là xương dưới này xoay lên trên ra trước và sâu đúng không ạ căn sâu cho xương nó răng ấy đó, những cái này là vấn đề cho xương đúng không có nhiều chỉ số khác mà mọi người không đo được có thể đo góc của góc hàm này tới giữa cảnh cao và ngang này sợ đây cái thấy ngay đúng không sợ đây thấy phía cảnh cao này sờ đây sẽ thấy cành ngang này mình đo góc đó bình thường 120 đến 123 độ à, khi mình đo góc này được 140 độ chẳng hạn là mình nghĩ là ừ, xương dưới xoay dưới là sao rồi góc cao rồi và mình đo 100 độ hả mình nhìn thấy mặt bệnh nhân rất là vuông vức này cơ cắn rất là khỏe này thì đó mình nghĩ là góc thấp cắn sâu kích thước chọc phía sau ấy hai vertical low vertical thì cái này mình đo trên phân tích ricket đấy à. thì thường thường mình có thể đo từ cái cái phần à, xương phía sau của mình cái phần cành cao ấy à, cái phần đấy chắc để một buổi khác các sâu hơn chút À. Hay ngoài ra một số chỉ số khác nữa mình có thể sử dụng đúng không ạ? Mình có thể sử dụng đo góc răng cửa dưới này, góc trục răng cửa dưới đấy. thông thường để để an toàn ổn định nhất thì răng cửa dưới này vuông góc mặt phẳng dưới, góc khoảng 90 91 độ thôi. Khi mà răng cửa dưới mình chìa quá cục quá thì nó không ổn định. Đó. Hoặc ngoài ra một số vấn đề, ví dụ như bệnh nhân mình thiếu răng đúng không ạ? thiếu răng là thiếu càng nhiều răng mình thấy càng khó rồi. Như ở đây chẳng hạn à, bệnh nhân thiếu mấy răng cửa dưới này, à, mất trong sáu trên sớm này, thấy bệnh nhân này mình thấy là khá là khó để trị đúng không ạ? À, có thể bệnh nhân là à, rất là hay gặp thiếu răng cửa dưới, ấy, nên nhiều khi là mình không để ý à, chụp phim này mình không để ý hoặc là khi khám không để ý chẳng hạn. À, nhưng mà kiểm tra đếm số lượng răng, có bài học mình học được là đếm số lượng răng, xem bệnh nhân có bị thiếu răng hay không, đúng không ạ? đây khám đây này chẳng hạn hoặc xem phim X quang nó dễ hơn đúng không? Xem có mầm răng hay không cái này người lớn thì mình nhìn là thường thường nó dễ hơn nữa. và thứ hai là mình uh, gọi là không có vấn đề gì nhiều nếu thiếu răng xong mình cắm Implant cái kiểu tuy nhiên mình hay gặp cái này tức là uh, nhiều người hay chủ quan đó là khi mà khám cho trẻ con đấy khám trẻ con đây là ví dụ mình lấy phim này mình nói chia sẻ cái này khá là nhiều rồi à, những bạn bên phòng khám mình đấy hoặc là mấy anh chị mình gặp đấy đó, trường hợp này đây là một ông bố đưa con đến khám với mình với lý do là con có mấy cái răng năm sữa nó lung lay. Lung lay khá là nhiều và những kiểu bên nhà mình các bạn hay gọi là búng cái là ra ấy. Chú, à, bệnh nhân bố bảo ở chú ơi cháu còn có mấy cái răng sữa này lúc này chú nhổ ra cái ấy. nhổ không ạ Đây, khám thấy răng lúc này độ 3 răng 4 răng răng 5 4 6 4 là lúc này độ 3 nhổ không ạ theo mọi người có nhổ không ạ Thế bình thường ở phòng khám mọi người thì khi mà một một ông bố đưa được con đến đã bảo là răng cháu lung lay nhổ có nhổ luôn không ạ mọi người nhổ không ạ có bác nào nhổ không À, không nhỏ nhỏ sẽ làm giảm kích thước dọc đó à, kiểm tra tuổi thái răng bệnh nhân khoảng tầm 10 tuổi à, nên chụp bị càng trước khi nhỏ ừ, làm cắn sâu hơn ạ à. bệnh nhân cắn bình thường bệnh nhân cắn bình thường à, mình chỉ kiểm tra thấy mấy cái răng đó lung lay độ ba thôi đến tuổi thái răng mình nghĩ đến tuổi thái răng 10 tuổi có thể là bốn thay chưa ạ à, nhưng vấn đề khác là mình thấy bình thường nhá anh chỉ thấy mỗi là mấy cái răng lúc này độ 3 rồi nhổ thay răng à, nếu đến tuổi thay răng mình nhổ được đúng không ạ à, ở đã phòng khám mình thì khi mà nhổ răng bệnh nhân là nhổ răng sữa ấy, nhổ miễn phí thường thường là vào cái là xử lý luôn các cháu có vấn đề gì đâu đúng không thường thường là vậy nhé à, tuy nhiên là mình thì đôi khi là gọi là hơi cẩn thận là các bác gọi là thái quan chút xíu thế bệnh nhân của mình cứ nhổ răng là mình cho chụp cái phim cho dù nhổ răng sữa ấy trên phim này có vấn đề gì không ạ? Đấy, bệnh nhân 10 tuổi, chụp phim này có vấn đề gì không ạ? Đến tuổi thay lùng lay là nhỏ, rồi ok ạ. À, mình hơi nhát, thường thường nhổ răng cái. Khi mình nhổ răng là vẫn phải cho bệnh nhân chụp cái phim. Thế phim này thấy có vấn đề gì không ạ? Bố cháu bảo nhổ cho cháu mấy cái răng, đúng không? Thiếu răng đúng không ạ? Nếu thiếu răng khi mình nhổ, thiếu răng 1-4. Thiếu răng 1-4 thế hả? không có mầm đang một bốn còn gì nữa không thế bây giờ bố cháu bảo là nhổ cho cháu cái đang sữa có nhổ không ạ đấy đúng không ạ không có mầm đang một bốn đúng không thiếu một ba một bốn hai ba rồi đúng không ạ thiếu nhiều răng thiếu nhiều răng đúng không ạ đây chẳng hạn đây một bốn không thấy đâu một ba thay đâu này hai ba không thấy đâu đâu thiếu nhiều răng đúng không ạ nhưng trường hợp này nếu bình thường ấy bình thường là đa phần là mình thấy là ở các bạn sẽ nhổ đa phần thôi có một số bác là các bác ấy không nhổ đúng không tuy nhiên đa phần mình thấy nhổ đúng không ạ dễ mà tăng sữa trẻ con có gì đâu mà vặt cái là ra đúng không nó răng lúc này độ ba rồi chứ đúng không ạ rất là dễ dàng tuy nhiên là nếu như mà gọi là số mình gọi là không may lắm đúng không vào một ngày đẹp trời ông bố này có thể quay lại à, sau khi thăm khám bên nhà hàng xóm nhà mình đúng không ui nó nhỏ thằng vượng nó nhỏ mất con răng con mày rồi Trang kiện nó đi đòi nó bồi thường đúng không có thể có mà theo mọi người có thể mình có thể gặp những trường hợp như vậy không à có bạn hỏi là không có mầm răng sao răng vẫn tiêu chân răng lung lay có nhiều nguyên nhân nhé ví dụ trên này chẳng hạn mình thấy ở bệnh nhân này có sâu răng mà sâu răng không ạ có thể răng nó bị bị uh, bất, ổ viêm bên dưới tuy nhiên là có những trường hợp mình cũng không rõ nguyên nhân tại sao mình không rõ được thường thường là phải có cái răng bị viết bên dưới nó mới tiêu đúng không à, hoặc là nó ổ viêm bên dưới nó mới tiêu nữa tuy nhiên là có những răng không có cái mầm răng bị viết bên dưới nhưng nó vẫn bị tiêu à, mình không rõ nguyên nhân không rõ chính xác nguyên nhân nhé mọi người có thể gặp nguyên nhân là gặp trường hợp đó mà khi mình nhổ răng sữa này rồi đúng không ạ sau một thời gian sau ông bố dẫn con đến và kiện cáo ạ? là do sang hàng chống nhà mình khám mà là ở ừ, ngày xưa khả năng cao nó nhổ mất răng vĩnh viễn rồi không có thể không ạ có thể gặp không ạ thiếu không rõ nguyên nhân đúng không Nên khi mình mình khi mình khám thông thường mình khó phát hiện cái này lắm đúng không ạ hơi khó phát hiện nhé còn nếu khi mà có phim x quang mình thấy dễ hơn nhiều đúng không thường thường những trường hợp này mình mọi người làm thế nào ạ nếu gặp trường hợp này các bác làm thế nào ạ người làm nào à, giải thích trước cái nhỏ đúng không rồi rồi những cái, cái trường hợp này ấy, ừ, tư vấn kỹ cho gia đình đúng không ạ về tình trạng của trẻ giải thích cho người nhà hoạt động ít nhỏ bình thường không thể chuyển rồi không? không có phim chịu giữ sau cái e ip mỗi người có một cách đúng không tuy nhiên thông thường là với những bạn này ấy, khi mình khám này phía trên gần như không thấy không thấy có cái gì đặc biệt cả răng lung lay độ ba rồi thì mình sẽ phải nhổ thôi còn mà cháu ăn nhai sẽ khó đúng không cháu ăn ngay khó khăn rồi bị lung lay độ ba rồi không giữ lại được Đó, còn nếu để giữ lại đang sữa thì kiểu gì khả năng cao là cháu ăn nó có gì là trộn vào thức ăn nó nuốt luôn đấy bởi vì lung lay nhiều lắm rồi tuy nhiên là mình vẫn là giải chụp phim giải thích cho bố đấy, bố đưa đi giải thích cho bố là ừ, bạn này không có cái mầm vĩnh viễn bên dưới cho nên là nhưng mà những răng này đang sữa nó lung lay nhiều rồi thì chắc chắn phải nhổ thôi còn để để như vậy là sau này cha con ăn nhai rất là khó khăn thứ hai là ít thùng nữa nó cũng dụng thôi khi đó ở bố đồng ý thì nhỏ nếu không đồng ý thì thôi mình vẫn ghi tất cả vào hồ sơ nha. nó chụp x quang lên à, có mấy cái răng này không có mầm răng này khám mà thấy có gì đó răng này lung lay